Hello, xin chào tất cả anh chị em đã quay trở lại với cái series này. Ngày nay thì mình đến đây thì mình đã chia sẻ cho em cái phương pháp và cái bắt cầu 21 của cái bộ môn tài xỉu 15 ở trên cái con TC trên đường chơi này. Bây giờ thì mình sẽ vào đây là 39 củ khoai thì anh em xem là cái bắt cầu 21 của mình sẽ như nào. Nhìn qua thì anh em thấy được đây. Cái dạng cầu đây là đã là 1 và 2 và 3 thì đây là sẽ là 3 và 1 và 2 nhá. Thì bây giờ thì mình sẽ tính từ đây. Mình sẽ bắt dạng cầu là 2 1 nhá. Ok. Thì tiếng đầu tiên với dạng cầu lành thì tiếng đầu tiên thì mình sẽ khai mạc, mình sẽ đánh ở trên những dạng cầu tài thì đó, bắt đúng cái dạng cầu 21 ở trên bộ môn là tài xỉu 15 ở trên cái con TDC thì được chơi này. Thì anh em xem cái kết quả, xem những cái gì mình đang hướng dẫn và mình đang chia sẻ với anh em xem nó có hiệu quả hay không. Link của cái con TDC thì được chơi thì mình luôn ghi luôn để cho anh em ở dưới cái phần mô tả anh em nhé. Anh em nào chơi và chiến ấn tay vào link và tải về và trải nghiệm. Bây giờ thì hãy cùng mình đón xem cái kết quả, xem tay này sẽ nó thực sự là ok và rực rỡ ở tay đầu tiên hay không, xem có sự gọi là vạn sự khởi đầu lam hay không, hay là nó lại xuống thỏng anh em nhá. Rồi ok, tay đầu tiên thì mình đã rực rỡ rồi và tay đầu tiên thì mình cũng đã ok rồi, anh em thấy chưa? Đấy, với những dạng cầu mình đang chia sẻ với anh em là luôn là những dạng cầu ok nhất, ổn áp nhất để có thể là luôn là giúp đỡ cho anh em chiến thắng rực rỡ được ở trên môn là tài xỉu 15 ở trên cái con TC trên đường chơi này. Chỉ cần anh em để ý một chút một ít về những cái dạng cầu, chỉ cần để anh em để ý một chút một ít về những cái phương pháp là anh em có thể đánh được thôi. Đấy thì bây giờ thì tiếng này thì mình sẽ vòng về một dạng cầu xỉu nhá. Thì đấy cứ thế mà đánh thôi, đánh cứ tung tăng tắc, đánh đúng những phương pháp, đánh đúng những cách chơi là luôn hiệu quả nhất, rực rỡ nhất và luôn ổn áp nhất để có thể luôn hỗ trợ hay giúp đỡ cho anh em rực rỡ ở trên cái bộ môn này nhá. Rồi tiếp tục vòng quay lại, rồi tiếp vòng quay để xem cái dạng cầu này xem nó đúng hay không. Thì nhìn qua một cái cầu kèo thì em thấy được là hiện tại thì đang ở trên những dạng cầu gọi là 2-3. Đấy thì bây giờ mình đang chuyển xuống cái dạng cầu gọi là 2-1. Đấy anh em thấy chưa? Đấy, nếu như mà những dạng cầu là mình bắt chuẩn thì chắc chắn với anh em điều là đương nhiên là với số vốn của mình thì càng ngày càng tăng lên rồi. Đấy, nhưng mà quan trọng là khi mà mình chơi mình đánh mình biết cách vào vốn nó sẽ là hiệu quả. Còn nếu như đánh mà không biết cách vào vốn vào lúa thì chắc chắn với anh em một điều là nó sẽ không bao giờ có hiệu quả cao ở trên môn là tài xỉu 15 đâu, bởi vì là nó cái môn này á đó cũng phải đi vào một cái gọi là đánh đúng cái tâm lý của anh em và những cái cách vào vốn làm sao hiệu quả nhất. Thì anh em phải để ý những cái video mình đăng trên kênh của mình có chia sẻ cho anh em về những cái phương pháp, chia sẻ cho anh em về những cái đánh vào vốn hay nhất, rực rỡ nhất để có thể là luôn cho anh em một cái chiến thắng ok ổn áp ở trên môn tài xỉu 15. Rồi ok, thì vì tiến độ tiến vừa rồi thì mình đã bị gãy cầu rồi thì bây giờ thì mình sẽ đánh không đánh cái dạng cầu vừa rồi mình chia sẻ cầu 21 nhưng mà nó đang cầu 22. Thì bây giờ thì mình lại phang ở dạng cầu 22 em nhá. Nói chung ở trên những cái dạng cầu đó có dạng cầu nào thì mình dạng cầu em ở đây biết làm sao mình đánh và mình chia sẻ cho anh em được là những cái phương pháp hay nhất, ok nhất để anh em có thể tham khảo được, đúng không anh em? Đấy, còn là mình khẳng định luôn với tất cả anh chị em của chú bác là mình đánh ở trên cái bộ môn tài xỉu 15 trên con TDC trên đường chơi này thì chắc chắn 1.000 trên 1.000 mình phải có lời, mình phải có lãi, không bao giờ có chuyện mà mình mất lãi mất lời ở trên bộ môn đâu. Đấy em thấy chưa, vừa rồi gãy cầu lại lấy lại ngay, đúng không anh em? Đấy, đơn giản nhẹ nhàng dễ chơi thì thông thường, đúng không anh em? Không khó một chút nào nhá. Rồi ok, thì bây giờ thì tiếp tục này, đánh tiếp một cái cầu, đánh tiếp lại vòng về cầu 21 đấy. Đấy rồi anh xem cầu tiếp xem là như thế nào nhá. Đấy cứ thế mà đánh thôi, đánh mình phải muốn đánh những đặt cầu 21 thì mình phải làm sao, mình phải là dựa vào những cái vị, dựa vị vị tất cả mọi thứ phải có vị biết có thứ nhá. Ok anh em xem kết quả xem chúng ta như nào nhá. Đấy cứ đánh đúng chuẩn là ok. Và bây giờ thì anh em nhìn qua cái cách thức này, nhìn nhỉ, nhìn qua cái dàn cầu ấy, anh em cứ nhìn theo mà em đánh nhá, để làm sao mà anh em có thể bắt được những cái dàn cầu ổn áp nhất, bắt được những cái phương pháp ok nhất, rực rỡ nhất và chuẩn chỉ nhất để có thể là luôn có những cái hiệu ứng rực rỡ. Đấy, luôn có những cái phương pháp tuyệt vời ở trên cái bộ môn tài xỉu 15 ở trên cái con TDC thì được chưa này, anh em thấy chưa, chuẩn chỉ chưa? Đấy, hầu như là những cái phương pháp của mình và hầu như là những cái của mình là nó là chuẩn xác tuyệt đối, đúng với anh em? Hầu như là tay nào mình đánh cũng ok và giữa, đúng với anh em? Đấy, anh em đánh theo những cách chơi đó, anh em hãy đánh theo những phương pháp của mình đang chia sẻ với anh em nhé. Rồi ok, thì bây giờ thì mình sẽ đánh ngược 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 lại, ngược lại cái cầu gì, ngược lại cái dạng cầu gọi là 11. Đấy, nói chung là tất cả dạng cầu mình đều thể bắt được, anh em hiểu chưa? Đấy, chỉ cần anh em hiểu về những cái dạng cầu ở trường môn tài xỉu 15 ở trên cái con TDC trên đường chơi này thì anh em là có thể bắt được cầu. Đấy, mình vừa rồi chia sẻ với anh em các cầu 21
thì em cảm nhận được là mọi thứ, mọi công thức, mọi cách chơi mà mình đang chia sẻ với anh em nó là hợp lý, nó là hiệu quả luôn anh em. Nếu nó không hợp lý, nó không hiệu quả thì không thể nào mình đánh mình có thể là được dễ như thế, đúng không anh em? Đấy, cứ thế mà đánh, cứ thế mà chơi nhá. Rồi ok, thì bây giờ thì cùng xem những đặt cầu tiếp của nó, xem là cái đặt cầu này xem nó có phải là cái đặt cầu cầu gì, cầu xỉu hay không anh em nhá. Đấy, cứ túc tắc đánh, đánh đúng những phương pháp, đánh đúng những cách chơi là ăn, là ok, là được sữa và là chuẩn chỉ. Đấy, không phải vội vàng cả, cứ bình tĩnh nhá. Gãy thì mình nằm lại, ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, thế thôi. Đấy, cứ như mình đánh thì chắc chắn khẳng định luôn luôn mang lại cái niềm vui chiến thắng cho anh em thấy chưa? Đấy, chỉ cần em nhìn vào cái số vốn ban đầu mình mang vào hiện tại nó lên là bao nhiêu thì anh em cũng hiểu rồi, em cũng biết rồi, đúng chưa anh em? Đấy, nó đẳng cấp thì nó vẫn cứ mãi là đẳng cấp anh em ạ. Đấy, đánh đúng chuẩn chỉ rực rỡ, ok, ổn áp là lên đường rồi anh em ạ. Đấy, rồi ok, thế này thì mình sẽ bẻ cầu lại chuyển về những dạng cầu gọi là 1-2 và 2-1 anh em nhé. Đây, rồi cùng mình xem kết quả, xem tay tiếp, xem cầu này là cầu gì nhá. Anh em đang xa bờ muốn mình hỗ trợ, muốn mình giúp đỡ thì anh em hãy liên hệ với mình, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về những cái phương pháp, chia sẻ cho anh em về những cái mẹo và cái đánh hay nhất nhá. Rồi ok, thì bây giờ thì cùng xem kết quả, xem tay này xem nó là thế nào nhá, xem ok hay không, rực rỡ và đẳng cấp hay không anh em nhá. Rồi xem nào, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 mở ra anh em ơi. Xem nào. Mất mạng rồi anh em ạ, anh em thông cảm cho mình nhá. Cái khả năng thì có khi thì mình sẽ xin phép tất cả anh chị em là mình sẽ kết thúc video tại đây anh em ạ, bởi vì là hiện tại thì bây giờ đang mất mạng anh em ạ. Thì anh em thấy được là vừa rồi thì mình cũng đã chia sẻ cho anh em về những cái phương pháp, về những cái mẹo và những cái cách đánh ở dưới dạng cầu gọi là 21 của môn tài xỉu 15 ở trên cái con TDC thì được chơi này. Thì anh em thấy được là với số vốn ban đầu mình vào hiện tại nên được là 48 củ khoai, thì em thấy là mọi thứ cũng là ok rồi và mọi thứ cũng là tuyệt vời rồi. Thì bây giờ thì mình sẽ xin phép tất cả sẽ của chú bác và mình sẽ kết thúc và mình sẽ chốt lại ở đây anh em nhé. Rồi ok anh em, xin chào và hẹn lại anh em ở những cái video tiếp theo anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.